trên thế giới. Dưới đây là 8 hiện tượng bí ẩn của Thiên Chúa giáo trong lịch sử. Một, tấm vải liệm Turin. Tấm vải liệm Turin là một trong những di vật nổi tiếng nhất trong lịch sử. Tấm vải liệm này được cho là vật chôn cất của Chúa Giêsu và có in hình khuôn mặt của Chúa. Nhiều nghiên cứu cho rằng tấm vải là giả mạo và nó xuất hiện rất lâu sau sự kiện Đức Chúa bị đóng đinh. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu gần đây, tấm vải liệm này có khoảng thời gian giữa 280 trước công nguyên và năm 220 sau công nguyên, và cũng chính là khoảng thời gian sống của Chúa. 2. Cơ thể không bị thối rữa. Rất nhiều các vị thánh sau khi chết, cơ thể đều không những không bị thối rữa mà còn tỏa ra một mùi hương cây cỏ rất ngọt dịu, và đây được cho là dấu hiệu của sự linh thiêng. Điển hình là Thánh Bernard de Sabiros, mất năm 1879 đến năm 1909. Đến năm 1909, một vị giám mục đã khai quật xác của bà và phát hiện ra rằng cơ thể của vị thánh này hoàn toàn không bị thối rữa. Hiện nay, Thánh Bernard de Sabiros đang được trưng bày tại nhà thờ Bernard ở Pháp. 3. Đức Mẹ Đồng Trinh Marie. Năm 1988, những người dân ở quận Zethau, Cairo, Ai Cập đã trông thấy hình bóng chói lòa của một người phụ nữ đang đi từ trên mái nhà thờ. Nhiều người đã cho rằng đây chính là sự hiện diện của Đức Mẹ Marie. Sự kiện này thậm chí còn được nhiều người xem và chụp lại, và đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng những bức ảnh này đã được chỉnh sửa. 4. Những bức tượng biết khóc. Vào năm 1973, một bức tượng nhỏ trong nhà thờ Akita, Nhật Bản đã chảy máu ngay sau khi nữ tu sĩ Annette Sasagawa trong nhà thờ nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh. Hiện tượng kỳ lạ này không chỉ xuất hiện ở Nhật Bản. Một bức vẽ Chúa Giêsu tại nhà thờ ở Bethlehem, Palestine, nơi đã sinh ra Chúa, thường xuyên khóc ra máu. Bức tượng này tiếp tục đổ mồ hôi và chảy máu trong một vài năm sau đó, và thậm chí còn được đưa lên truyền hình. Nữ tu sĩ Agnes vốn bị điếc, 10 năm sau khi được gặp Đức Mẹ Đồng Trinh đã hoàn toàn có thể nghe thấy được như một người bình thường. 5. Vết thương bí ẩn. Rất nhiều người trong hàng trăm năm qua đều khẳng định rằng họ đã được khắc dấu tựa dấu đóng đinh của Chúa mà người sùng đạo cho là hiện lên trên mình một số vị thánh. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ của Thánh Francis 1186-1226. Và kể từ đó rất nhiều các vị thánh khác đã được khắc dấu Chúa. Điển hình là trường hợp máu chảy trên bàn tay của Thánh Pio năm 1887-1968. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thánh Pio đã tự làm bị thương chính mình bằng axit. 6. Trạng thái lơ lửng trên không. Chuyện kể lại rằng vào những năm 1600, Thánh Giuseppe đã nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê và nằm lơ lửng trên không, kể cả những lúc đông người. Ông đã trải nghiệm trạng thái này một lần ngay trước mặt giáo hoàng Urban VIII. Chính vì vậy, nhân vật huyền bí này trở thành thần bảo hộ cho các phi công, phi hành gia và những người hành khách du lịch bằng đường không nói chung. Tuy nhiên, bây giờ khoa học cho rằng trạng thái lơ lửng trên không của Thánh Giuseppe chẳng qua chỉ là ảo giác của con người. 7. Khải huyền. Vào năm 1981, tại một thị trấn nhỏ có tên là Međugorje, nằm ở khu vực nay thuộc Bosnia, 6 đứa trẻ được cho là đã nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh Marie. Trong suốt nhiều năm sau đó, hàng ngày tất cả họ đều nhận được các thông điệp kỳ lạ, và cho đến bây giờ, họ đã nhận được hàng ngàn lời của tiên tri. Năm 2010, Thánh tòa Vatican đã phải mở một cuộc điều tra về chuyện này, nhưng đến thời điểm hiện tại, kết quả của cuộc điều tra vẫn chưa được công bố với dư luận. 8. Đức Hồng Y giáo chủ Thiên giáo John Guzheng-chung dự đoán chính xác ngày chết của mình. Đức Hồng Y giáo chủ John Gu đã qua đời vào lúc 6 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2002 tại Bệnh viện Queen Mary. Ông đã ra đi ở tuổi 77. Guzheng-chung mắc bệnh chứng ung thư tủy xương.
Linh Mục Trần Tự Ân đã nghỉ hưu chủ trì thánh lễ đã tiết lộ về một sự việc Đức Hồng Y Hồ khi Ngài còn sống. Ông đã đề cập đến việc Đức Hồng Y đã từng nói với các đồng nghiệp của ông ám chỉ đến hai vị đức giám mục là Francis Yus và Hong Zi Li của Hồng Kông rằng trước sau khoảng thời gian 20 năm tháng 5 đến 23 tháng 7, ông sẽ qua đời do bệnh. Theo thứ tự mà sắp xếp, ông có thể sẽ chết vào ngày 23 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy bình luận và chia sẻ nếu bạn thấy hay và bấm đăng ký để cập nhật những video tiếp theo của chúng tôi.